Audio Jungle. Chúc công ty luôn luôn thành công và đạt hơn nữa. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành công công ty, mình xin được chúc các bạn và các bạn thành công của công ty. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Thưa tất cả các bạn, nhân dịp sinh nhật công ty tròn 9 năm, mình chúc công ty gặt hái nhiều thành công, chúc mọi người nhiều hơn. Xin chào các bạn, mình là Hòa, mình là nhân viên kinh doanh của Đức Việt. Nhân kỷ niệm 9 năm ngày thành lập công ty từ ngày 29 tháng 7 năm 2007 đến 29 tháng 7 năm 2016 thì xin gửi tới toàn thể ban lãnh đạo của công ty và anh em những lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc công ty mình ngày càng phát triển. Sau một khoảng thời gian gắn bó cùng Đức Việt cũng khoảng 4 năm, không phải là dài quá mà cũng không phải là ngắn quá, thì tôi đã chứng kiến rất nhiều những cái thăng trầm của Đức Việt, từ vui có, buồn có, thất bại có và thành công cũng có, nhưng trên hết là được làm cùng với tập thể anh em đoàn kết với nhau, đoàn kết gắn bó. Tôi cảm thấy rất tự hào vì đã được là một thành viên trong đại gia đình Đức Việt. Nhân đây tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo công ty Đức Việt đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho tôi và tất cả anh em đồng nghiệp có một môi trường làm việc tuyệt vời như Đức Việt bây giờ. Xin chúc mọi người mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ và chúc Đức Việt luôn luôn vững vàng nỗ lực và ngày càng phát triển. Xin cảm ơn. Chúc mừng sinh nhật Đức Việt 9 tuổi. Happy birthday! Nhân dịp Đức Việt tròn 9 tuổi, tôi xin chúc toàn thể anh em và lãnh đạo công ty có một sức khỏe dồi dào và công ty ngày một làm ăn phát đạt hơn. Xin chào tất cả mọi người, mình xin giới thiệu mình tên là Nam, nhân viên kinh doanh của tại laptop Đức Việt. Mình đang công tác ở đây gần sắp chỉ gần 2 năm rồi. Hôm nay là nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày thành lập công ty. Đầu tiên là mình xin chúc công ty luôn luôn làm ăn thành công phát đạt và sẽ hướng tới những mục tiêu lớn sắp tới của công ty. Thứ hai là mình chúc cho hai sếp của mình là anh Hoàng và chị Hà luôn luôn vui vẻ và sức khỏe để chèo lái con thuyền của laptop Đức Việt
đi lên bền vững và luôn luôn phát triển. Sau đó là tất mình xin chúc tất cả các anh em của công ty có một sức khỏe, hai luôn luôn đoàn kết gắn bó với nhau trong công việc để giúp cho công ty luôn luôn phát triển. Xin hết cảm ơn chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Mình xin giới thiệu, mình là Hùng, mình là nhân viên của công ty Laptop Tức Việt. Hôm nay nhân kỷ niệm 9 năm ngày thành lập công ty, mình xin chúc tất cả mọi người, tất cả các anh chị em thành viên trong công ty Đức Việt luôn có một sức khỏe dồi dào, anh em luôn luôn đoàn kết để cố gắng đưa Đức Việt lên một tầm cao mới. Xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Duy, mình làm ở Đức Việt cũng được gần 9 tháng rồi. Đó không phải là một thời gian ngắn nhưng mà nó để lại cho mình rất nhiều những kỷ niệm. Và sắp tới là sinh nhật 9 năm của công ty chúng mình, thì mình cũng xin gửi tới công ty một lời chúc tốt đẹp, chúc cho Đức Việt sang một tuổi mới nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ và tỷ lần hạnh phúc. Chúc Đức Việt sẽ mãi bền vững như hôm nay. Hết. Chào anh chị em trong công ty, mình tên là Hưng, mình đến từ bộ phận marketing. Thì nhân dịp công ty kỷ niệm sinh nhật 9 tuổi thì mình có lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên trong công ty ngày càng có sức khỏe, đoàn kết và hăng hái trong công việc. Ngoài ra mình còn chúc với công ty ngày càng làm ăn phát đạt, kiếm được nhiều hợp đồng mới, kiếm nhiều khách hàng mới để công ty trở thành một trong những cửa hàng, một trong những thương hiệu có tiếng tăm ở trên đất Hà Nội nói riêng và ở trên toàn quốc nói chung. Vâng, mình cảm ơn ạ. Bốn gái còn một gái nữa. Ở dưới. Không nhá. Còn
vịt xoay ra hai cái cánh, nó kêu rằng quắc 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 quắc. Gặp hồ nước nó bị bà bị bõm, lúc lên bờ nó thấy cánh cho khô. Lên đây thì thưa đấy, đấy lên cao thì nữa đấy. Sao sông về vị trí đằng sau đúng một chạy Yeah!